Thì ngày hôm nay như một cái buổi chia sẻ kinh nghiệm, cho nên là sau cái buổi chia sẻ thì em rất là mong muốn nhận được chia sẻ thêm từ các quý đồng nghiệp để chúng ta cùng điều trị bệnh nhân ngày càng tốt hơn. Và bài nội dung chia sẻ của em ngày hôm nay thì sẽ có 3 nội dung chính. Thứ nhất là nguyên tắc cơ bản trong sử dụng kháng sinh. Thứ hai là tổng quan về các nhóm kháng sinh. Và thứ ba là lưu ý trên các đối tượng đặc biệt. Thì về nội dung thứ nhất là nguyên tắc cơ bản trong sử dụng kháng sinh. Thì mình cũng đã biết thế kỷ 21 là kỷ nguyên của y học chứng cứ. Do đó thì các cái hướng dẫn điều trị liên tục được cập nhật. Và theo trên quan điểm của em thì phác đồ quan trọng nhất vẫn là cái phác đồ của bệnh viện mình, do là dựa trên cái dữ liệu vi sinh của từng cơ sở và sẽ tham khảo cái nguồn của Sở Y tế cũng như là Bộ Y tế và các hiệp hội bệnh truyền nhiễm. Nếu mà riêng về bệnh truyền nhiễm thì có cái hiệp hội bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ IDSA, hay là cái hiệp hội vi sinh lâm sàng và bệnh truyền nhiễm châu Âu là ESMID. Thì các cái thông tin về bệnh truyền nhiễm rất là được cập nhật. Còn khi mà tra cứu về dữ liệu thuốc, các chuyên luận thuốc thì dựa lâm sàng ở Từ Dũ hay tra cứu là ngoài dược thư thì còn có cái classicom hoặc là up to date, hoặc là cái sách mà chuyên về kháng sinh mà hiện nay nó có cái phần mềm hỗ trợ nhưng mà phải trả phí á, thì đó là Sanford Guide hay là John Hopkins, thì nó cũng thường xuyên cập nhật những cái dữ liệu vi sinh cũng như là các cái hướng dẫn điều trị về bệnh nhiễm. Thì đây là một cái chia sẻ đầu tiên của bệnh viện nhiệt đới khi mà mình bắt đầu mình chỉ định sử dụng kháng sinh. Thì một cái lưu đồ khá là hay mà muốn chia sẻ với quý vị đồng nghiệp ngày hôm nay. Trước khi mà mình chỉ định kháng sinh thì mình sẽ có cái bản kiểm chẩn đoán nhiễm trùng. Nhiễm trùng, khi mà mình đã xác định được là chính xác là nhiễm trùng thì mình sẽ sử dụng kháng sinh điều trị khởi đầu theo kinh nghiệm. Song song với đó là mình sẽ có thể cấy cái mẫu vi sinh trước khi sử dụng kháng sinh để có cái hiệu quả nhất. Và tiếp đó là sẽ phân tầng bệnh nhân. Thì mình sẽ phân tầng dựa trên hai nhóm nguy cơ. Nhóm thứ nhất tức là ít yếu tố nguy cơ mà nhiễm vi khuẩn đa kháng, còn nhóm thứ hai là sẽ là nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng. Và từ đó thì mình sẽ có cái định hướng mình sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm phù hợp với từng cái nhóm đối tượng bệnh nhân mình. Và sau khi mà có cái kết quả cái vi sinh xác định rồi đó, thì mình sẽ thu hẹp cái kháng sinh của mình điều trị đúng mục tiêu. Và một trong những cái trọng điểm quản lý kháng sinh hiện nay của Bộ Y tế theo quyết định 8631 và cả Bệnh viện Từ Dũ đang thực hiện, đó là xuống thang kháng sinh cũng như là chuyển đổi kháng sinh được uống phù hợp. Tại cái thời điểm ngày thứ ba hậu phẫu hậu sản thì mình sẽ đánh giá để mình chuyển cái kháng sinh phù hợp. Và đây là bốn cái nguyên tắc cơ bản trong sử dụng kháng sinh, đó là thứ nhất là vị trí nhiễm trùng, thứ hai là vi khuẩn gây bệnh, và thứ ba là cái đối tượng bệnh nhân của mình, và cuối cùng từ những cái yếu tố đó thì mình sẽ quyết định mình lựa chọn cái loại kháng sinh nào phù hợp. Thì với cái vị trí nhiễm trùng thì mình sẽ xác định đây là nhiễm trùng ở mô mô mềm hay là ở cái cơ quan sâu hơn hay là máu, rồi cái độ nặng của bệnh mình nhẹ hay nặng hay nguy kịch. Từ đó mình sẽ định hướng là mình sẽ sử dụng cái kháng sinh của mình nó có thâm nhập được vào cái nơi nhiễm trùng, và có song song với việc đó là mình có thực hiện giải quyết được cái ổ nhiễm hay chưa. Rồi về cái phía vi khuẩn gây bệnh thì mình sẽ đối với cái vị trí nhiễm trùng như vậy thì nó sẽ có những cái tác nhân thường gặp hay là các tác nhân nghi ngờ nào, rồi cái tác nhân vi khuẩn đó nó có thuộc cái nguy cơ là vi khuẩn đa kháng hay không, và mình phải coi nó có phù hợp với cái tình hình đề kháng kháng sinh tại cơ sở của mình hay không. Và khi mà đã có kết quả mà cái kháng sinh đồ thì mình sẽ bắt đầu thu hẹp lại cái phù hợp với cái kháng sinh đồ. Rồi đối tượng bệnh nhân của mình là phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, hay là trong những cái bệnh phụ khoa thì là người già đó, hoặc là bệnh nhân mình có cái tình trạng béo phì hay không, rồi có cái rối loạn về chức năng thận hay không, rối loạn chức năng gan hay không, đó nó cũng là một những cái vấn đề mà mình cần phải lưu ý. Rồi từ những cái vấn đề đó thì mình phải lựa chọn cái kháng sinh nào mà nó có cái phổ, nếu mình điều trị theo kinh nghiệm thì nó phải phủ được những cái vi khuẩn mà mình nghi ngờ, rồi sự hấp thu phân bố chuyển hóa thải trừ của kháng sinh như thế nào, liều lượng của mình đã tối ưu theo PK/PD của kháng sinh hay chưa, rồi đối với bệnh nhân này thì mình sẽ lựa chọn cái đường dùng như thế nào. Khi mà mình đã sử dụng phù hợp rồi thì nhiều khi trên bệnh nhân lại có cái độc tính hay là cái dị ứng nữa mình phải theo dõi. Rồi nếu đã điều trị phù hợp rồi thì mình lại tiếp tục cân nhắc là khi nào mình lại xuống thang, rồi khi nào mình có thể dừng điều trị. Chỉ có bốn cái yếu tố nhưng mà nó là hàng loạt các cái câu hỏi mà chúng ta cần phải giải quyết, không ạ? Và đây là một vấn đề cực kỳ phức tạp.
Và trong vài ngày hôm nay thì chắc chắn là em không thể nào mà giải quyết được tất cả những cái câu hỏi này. Và nếu mình có mong muốn và sự quan tâm chuyên sâu hơn thì sẽ chắc là sẽ có nhiều cái buổi chuyên sâu hơn nữa về từng cái chuyên đề. Còn ngày hôm nay thì em sẽ chỉ tóm lược lại những cái điểm cơ bản nhất để chúng ta sẽ cùng nhìn lại tổng quan về những cái loại kháng sinh, những cái loại vũ khí mà mình đang có trong tay để mình sử dụng hiệu quả nhất. Thì cái yếu tố thứ nhất đó là về vi khuẩn thường gặp theo vị trí nhiễm khuẩn. Thì cái bài đầu tiên mà em được học về kháng sinh mà thầy dạy thì thầy thấy một cái hình ảnh minh họa mà em rất là tâm đắc, đó là tưởng tượng như là một cái tên trộm mà nó lẫn vào một cái đám đông. Thì nếu mà cảnh sát bắn nguyên một cái đám đông thì chắc chắn sẽ trúng cái tên trộm, nhưng mà chắc chắn đó là cái việc mà mình không nên làm, đúng không ạ? Thì thầy cũng nói giống như mình sử dụng kháng sinh, khi mà mình sử dụng một cái kháng sinh phổ rộng chắc chắn nó sẽ phủ được cái vi khuẩn mà mình nghi ngờ vi khuẩn gây bệnh, nhưng nó cũng sẽ làm tổn hại đến cái hệ vi sinh trong cơ thể mình cũng như là những cái tổn hại phụ cận. À, tức tổn hại phụ cận tức là cái vi khuẩn mà nó không gây bệnh nó tiếp xúc với kháng sinh thì nó sẽ bắt đầu hình thành cái đề kháng kháng sinh đó. Thì đối những vị trí, tùy từng vị trí thì sẽ có những cái vi khuẩn nghi ngờ nhất định. Ví dụ nếu là nhiễm trùng mà hậu phẫu mổ lấy thai, mà nhiễm trùng vết mổ đi, nhiễm trùng da mô mềm thì mình sẽ hay gặp nhất là cái loài, những cái loài tụ cầu gram dương như là Staphylococcus aureus hoặc là Staphylococcus epidermidis, hoặc là có thể là những cái loài liên cầu đó. Hoặc là nếu mà mình nhiễm trùng ở tử cung hoặc là nhiễm trùng vùng bụng, vùng tiết niệu thì sẽ hay gặp hơn là những cái loài vi khuẩn mà gram âm như là trực khuẩn E. coli hoặc là Klebsiella hoặc là những cái loài cầu khuẩn ruột như là Enterococcus hoặc là những cái loài mà vi khuẩn kỵ khí như là Bacteroides đó. Thì riêng trong nhiễm khuẩn sản khoa mà tại bệnh viện Từ Dũ mà cấy ra được nhiều nhất thường đó là E. coli. Song song đó thì cũng có những cái loài cầu khuẩn như là Enterococcus hay là những cái vi khuẩn kỵ khí thì cũng có nhiễm, đồng nhiễm. Và khi mà mình định hướng được cái vị trí nhiễm khuẩn thì bắt đầu mình đến cái bước thứ hai, đó là mình sẽ phân tầng cái nguy cơ, phân tầng nguy cơ của bệnh nhân. Bệnh nhân mình thuộc cái yếu tố có nhiễm vi khuẩn đa kháng hay không, thuộc yếu tố nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình hay là nguy cơ cao. Thì em thấy có một cái hướng dẫn mà phân tầng nguy cơ khá là hay của Hội Hồi sức đó, hướng dẫn sử dụng kháng sinh của Hội Hồi sức năm 2020. Thì trong đó cũng có nội dung là sẽ phân nhóm người bệnh nhiễm khuẩn theo các yếu tố nguy cơ và định hướng kháng sinh kinh nghiệm. Thì trong đó có những cái mà mình có thể tham khảo được như là nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn da mô mềm và nhiễm khuẩn ổ bụng hay là nhiễm khuẩn hô hấp. Và như lúc nãy ban đầu em có chia sẻ, khi mà mình đã định hướng mình sử dụng kháng sinh rồi thì mình sẽ đánh giá yếu tố nguy cơ, hay mình sẽ đánh giá yếu tố nguy cơ chung. Đầu tiên là yếu tố nguy cơ chung, thì nếu mà bệnh nhân mình có những cái yếu tố nguy cơ liệt kê sau đây thì ví dụ như là có điều trị trên 5 ngày tại các cơ sở y tế trong vòng 90 ngày, hoặc là có điều trị tại hội hồi sức trên 2 ngày, hoặc là đang có đặt những cái dụng cụ xâm lấn lưu như là các cái mạch máu hoặc là thông tiểu hoặc là nội khí quản trên 7 ngày, hoặc là có thực hiện các thủ thuật phẫu thuật, hoặc là có dùng kháng sinh tĩnh mạch trong vòng 30 ngày, có dùng corticoid kéo dài, hoặc là có các bệnh lý mạn tính kèm theo, hoặc là bệnh nhân có ghép tủy xương, ghép tạng hay là tuổi cao trên 60 tuổi, hoặc là tiếp xúc với, đã từng tiếp xúc với người nhiễm vi khuẩn đa kháng. Thì nếu mà không có yếu tố nguy cơ mà em kể vừa kể ra, hoặc là có một yếu tố nguy cơ nhưng mà mức độ là nhiễm khuẩn nhẹ thôi, sofa dưới 2 điểm, thì mình sẽ phân tầng bệnh nhân vào cái nhóm một là nhóm ít có nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng. Còn nếu mà có một yếu tố nguy cơ và đánh giá điểm sofa là nặng trên, lớn hơn bằng 2, hoặc là trên yếu tố hai yếu tố nguy cơ trở lên, thì mình sẽ xếp bệnh nhân mình vào cái nguy cơ có cái nguy cơ cao mà nhiễm vi khuẩn đa kháng. Thì nếu mà thuộc nguy cơ mà ít có nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng thì mình sẽ sử dụng kháng sinh thông thường, kháng sinh khởi đầu kinh nghiệm theo cái phác đồ của bệnh viện mình. Còn nếu mà thuộc cái yếu tố nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng thì bắt đầu mình xem là con bệnh nhân mình nó thí dụ như nhiễm khuẩn vết mổ đi thì có cái nguy cơ nào mà nhiễm MRSA hay không, thì trong này cũng hướng dẫn rất là kỹ, đó là ví dụ như có sử dụng fluoroquinolone đơn trị dưới 90 ngày, hoặc là có HIVS chưa điều trị, hoặc là đặt catheter tĩnh mạch trung tâm xong tiểu đó, hoặc là có tiến trình thách túy quan hệ tình dục không an toàn gì đó. Thì nếu mà có những yếu tố nguy cơ đó thì mình định hướng là bệnh nhân mình không chỉ có thể nhiễm cái con Staphylococcus aureus nhạy methicillin không, không chỉ như vậy mà có thể nó đang nhiễm là cái con
MRSA tức là kháng methicillin, thì lúc đó mình sẽ định hướng được cái kháng sinh mình khởi đầu điều trị. Hoặc là nhiễm trùng mà điệu tiêu hóa thì cũng có những cái yếu tố nguy cơ nào mà nhiễm enterotoxin ESBL đó, thì nó cũng có rất là cụ thể, mình có thể tham khảo thêm. Rồi cái nội dung thứ hai mà em muốn chia sẻ nữa là khi mà mình đã định hướng được vi khuẩn mình nghi ngờ, cũng như là mình định hướng được là vi khuẩn đó có đa kháng hay là không, thì bắt đầu mình sẽ lựa chọn kháng sinh, đúng không ạ? Thì khi mà phân loại kháng sinh nó cơ bản nhất và phân loại theo cơ chế tác dụng, thì nó sẽ có thứ nhất bên trái đây, các quý đồng nghiệp có thể thấy là ức chế tổng hợp thành tế bào, thì nó sẽ có nhóm là beta-lactam với glycopeptide, rồi ức chế tổng hợp axit nucleic thì nó sẽ có là quinolone hoặc là rifampicin, và ức chế tổng hợp màng tế bào thì sẽ có nhóm polymyxin, isoniazid. Thì những cái nhóm kháng sinh này được gọi chung là kháng sinh diệt khuẩn, tức là nó có khả năng tiêu diệt vi khuẩn. Rồi bên tay phải của mình là những cái kháng sinh mà nếu mà cái cơ chế ức chế tổng hợp acid folic, hoặc là như là sulfamide trimethoprim, hoặc là cái cơ chế ức chế tổng hợp protein như là aminoglycosid hoặc là macrolide gì đó, thì những cái kháng sinh này được gọi là kháng sinh kiềm khuẩn, tức là nó sẽ ức chế, nó làm chậm và làm ngừng sự phát triển của vi khuẩn. Thì chỗ này có một cái mình hay nhầm lẫn, mình nhầm lẫn là kháng sinh diệt khuẩn thì nó hiệu quả hơn kháng sinh kiềm khuẩn, thì điều này là không không đúng, bởi vì cái định nghĩa kiềm khuẩn hay là diệt khuẩn nó chỉ mang cái tính tương đối. Đối với một kháng sinh, đối với chủng vi khuẩn đó có thể nó diệt khuẩn, nhưng với chủng vi khuẩn khác nó chỉ kiềm khuẩn. Do đó mình sẽ không, hiệu quả của kháng sinh không dựa vào diệt khuẩn, kiềm khuẩn, mà vấn đề mình quan tâm ở đây là MIC, tức là cái nồng độ ức chế tối thiểu, cái nồng độ in vitro tối thiểu mà kháng sinh có thể ức chế được quá trình phát triển của vi khuẩn, hoặc là MBC, tức là cái nồng độ in vitro tối thiểu mà kháng sinh có thể được diệt khuẩn. Thì hai cái đó là hai cái khái niệm mà mình cần quan tâm hơn. Và đây là một cái hình ảnh về phổ tác động của kháng sinh khá là hay và em thấy khá là dễ nhớ. Em muốn xin chia sẻ với quý đồng nghiệp ngày hôm nay. Ví dụ như là một cái trường hợp, ví dụ như bình thường mình mổ lấy thai đi và mình xác định là nhiễm trùng tử cung, thì thường vi khuẩn mình nghi ngờ sẽ gặp đó, là vi khuẩn rang mâm, hiếu kỳ khí tùy tiện, E. coli, cũng như là có thể là có thêm những cái vi khuẩn kỵ khí nữa. Thì thường cái kháng sinh mình khởi đầu là C3 đúng không ạ? C3 thì nó sẽ bao phủ, các chị có thể thấy là nó sẽ bao phủ được những cái vi khuẩn gram âm mà mình nghi ngờ, nhưng mà nó có một cái lỗ trống ở đây là cái vi khuẩn kỵ khí Bacteroides thì nó không bao phủ được, do đó đó là lý do mình phải phối hợp thêm metronidazole. Thì một cái hình ảnh như cái hình ảnh này mình có rất là dễ dàng để mình xem được cái phổ kháng khuẩn của cái vi khuẩn. Hoặc là trong những cái trường hợp mà nhiễm khuẩn nặng đi, mình cần sử dụng carbapenem, thì mình thấy ở đây nếu mà imipenem và meropenem, cái hàng màu xanh lá cây nè, thì mình thấy phổ của nó phủ khá là đầy đủ những vi khuẩn mà mình nghi ngờ đúng không ạ? Nhưng mà nếu mình sử dụng ectapenem thì nó lại có một cái lỗ trống ở đây, có một cái lỗ trống ở đây là cái vi khuẩn Enterococcus faecalis thì nó chưa có bao phủ được. Vậy thì nếu mà mình sử dụng ectapenem thì mình nên lựa chọn phối hợp thêm với một kháng sinh nó phủ được trên Enterococcus faecalis, là penicillin hoặc là amoxicillin hay là ambi đó, thì nó sẽ định hướng được cái kháng sinh ban đầu mà mình lựa chọn. Hoặc là đây là một trong những cái nguyên tắc phối hợp kháng sinh cũng hay được các thầy chia sẻ, đó là cái xương sống để nó, nếu mà mình nghi ngờ một số cái trường hợp nặng và có vi khuẩn kỵ khí, nếu mà kháng sinh của mình chưa có phổ kỵ khí thì mình có thể phối hợp thêm metronidazole. Hoặc là trên nhiễm trùng da mô mềm mình nghi ngờ có nhiễm khuẩn tụ cầu kháng methicillin thì mình có thể phối hợp thêm vanco hoặc là teco hoặc là linezolid. Hoặc là những cái trường hợp mà mình nghi ngờ mà vi khuẩn đa kháng thuốc hoặc là thất bại kháng, có nguy cơ thất bại kháng sinh, thì có thể là phối hợp thêm colistin hoặc là fosfomycin. Rồi một cái phân loại nãy giờ em nói là cái phân loại về cái cơ chế tác động, rồi một cái phân loại thứ hai nữa là người ta sẽ có thể phân loại kháng sinh dựa trên đặc điểm PK/PD của kháng sinh. Thì người ta sẽ chia làm hai cái nhóm lớn là kháng sinh phụ thuộc nồng độ và kháng sinh phụ thuộc thời gian. Kháng sinh phụ thuộc nồng độ thì mình sẽ hay gặp nhất là aminoglycosid, fluoroquinolone, daptomycin và colistin. Thì kháng sinh phụ thuộc nồng độ có nghĩa là sao? Có nghĩa là kháng sinh đó nó sẽ thể hiện được cái hiệu quả diệt khuẩn
phụ thuộc vào cái nồng độ mà thuốc kháng sinh có được tại cái vị trí nhiễm khuẩn đó. Do đó để mình tối ưu hiệu quả của những kháng sinh phụ thuộc nồng độ thì mình sẽ phải tối ưu nồng độ trị liệu. Là thay vì mình xài nhiều liều thấp trong một ngày thì mình có thể sử dụng một liều một lần một ngày đối với nhóm aminoglycosid và sử dụng cái liều cao hơn. Rồi cái nhóm thứ hai là nhóm kháng sinh phụ thuộc thời gian, thì người ta sẽ chia ra làm là kháng sinh phụ thuộc thời gian mà có tác dụng hậu kháng sinh kém và một cái kháng sinh phụ thuộc thời gian mà tác dụng hậu kháng sinh trung bình. Thì tác dụng hậu kháng sinh ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tác dụng khả năng diệt khuẩn kéo dài của một kháng sinh. Khi mà thuốc đã loại ra khỏi cái môi trường in vitro rồi thì nó vẫn còn có tác dụng các anh chị. Và cái kháng sinh phụ thuộc vào thời gian thì nó tác dụng hậu kháng sinh kém thì có là penicillin, cephalosporin, carbapenem và linezolid đó. Và kháng sinh phụ thuộc vào thời gian mà tác dụng hậu kháng sinh trung bình đó thì có vancomycin, tecolamin, macrolide và tetracycline. Thì những cái kháng sinh phụ thuộc thời gian thì thường mình sẽ tối ưu bằng cách là mình sẽ tối ưu cái thời gian tiếp xúc của kháng sinh trong cơ thể mình bằng cách là mình có thể truyền kéo dài hoặc là mình truyền liên tục tùy vào điều kiện của cơ sở mình. Rồi cái nhóm kháng sinh thứ nhất là cái kháng sinh lớn lớn nhất đó, là beta-lactam, thì em sẽ chỉ điểm qua một số cái khác biệt của nó thôi ha. Thì trong beta-lactam thì có là penicillin, là cephalosporin, carbapenem và monlactam. Thì đối với penicillin thì nó sẽ có những cái penicillin tự nhiên như penicillin G, penicillin B, tác dụng chủ yếu là trên cầu khuẩn. Rồi có cái kháng sinh mà người ta hay gọi là cái kháng sinh kháng tụ cầu như là oxacillin, amoxicillin hoặc là tetracycline. Thì đối với cái nhóm kháng sinh này nó có cái hiệu quả rất là tốt trên tụ cầu, đặc biệt là những cái tụ cầu khuẩn Staphylococcus aureus và nhạy với methicillin. Thì cũng đã có cái trường hợp thực tế điều trị tại bệnh viện Từ Dũ là khi mà mình điều trị với bệnh nhân đó có cái nhiễm khuẩn vết mổ nhưng mà thành mụn rất là dày, thì điều trị vancomycin thì cái hiệu quả của nó không có được như mong đợi. Và khi mà cấy ra cái kết quả là Staphylococcus aureus đó, thì mình đã thu hẹp lại cái phổ bằng cách mình đổi sang cái oxacillin, thì cái hiệu quả điều trị nó đã cải thiện và cái vết mổ của bệnh nhân nó nhanh lên, mô hẹp hơn cũng như là nó tiến triển rất là tốt ha. Thì trong các nghiên cứu người ta thấy là đối với cái kháng sinh kháng tụ cầu này thì cái hiệu quả diệt khuẩn của nó rất là trên tụ cầu rất là tốt, tốt hơn cả vancomycin. Đây là một cái mình cân nhắc để khi mà mình thu hẹp phổ kháng sinh thì mình lựa chọn. Rồi cái nhóm thứ tiếp theo nữa là cephalosporin, thì sẽ có những cái nhóm ví dụ như là cephalosporin thế hệ thứ nhất thì sẽ có chủ yếu là trên răm dương và răm âm thì sẽ yếu hơn và mình hay sử dụng để dự phòng, và ở bệnh viện Từ Dũ cũng đang sử dụng chủ yếu để dự phòng đó, đó là cefazolin. Rồi kháng sinh cephalosporin thế hệ thứ hai thì phổ mở rộng hơn trên răm âm. À, cephalosporin thế hệ thứ ba thì mình hay sử dụng nhất là cefotaxime hoặc là ceftriaxone đó, thì phổ nó đã rộng hơn trên cả răm dương và răm âm. Rồi đối với kháng sinh cephalosporin thế hệ thứ tư thì phổ nó tiếp tục nó mở rộng hơn, đó là trên được cả cái con pseudomonas, hoặc là cephalosporin thế hệ thứ năm thì tiếp tục mở được phổ trên cả cái con MRSA. Và đối với nhóm carbapenem thì mình có là carbapenem thế hệ thứ nhất là eftabenem, rồi carbapenem thế hệ thứ hai là imipenem hoặc là meropenem và doripenem. Thì trong đó có một cái lưu ý là eftabenem thì như lúc nãy em chia sẻ cái phổ nó sẽ có thiếu phổ, nó sẽ thiếu phổ trên Enterococcus faecalis cũng như là nó có thiếu phổ trên Pseudomonas so với những cái kháng sinh thế hệ thứ hai ha. Nhưng mà nó lại có một cái ưu điểm là nếu mà những cái vi khuẩn tại bệnh viện Từ Dũ hay gặp là vi khuẩn E. coli hoặc là E. coli có tiết ISCL thì eftabenem vẫn rất là hiệu quả. Và nó có một cái ưu điểm nữa là nó gắn kết rất là cao với protein, khả năng gắn kết 95% và cái thời gian bán hủy của nó dài. Do nó là chỉ cần sử dụng một lần một ngày so với cái kháng sinh khác trong nhóm carbapenem là mình phải sử dụng nhiều lần. Thì đó là một cái đó là một ưu điểm của eftabenem so với những cái kháng sinh khác. Một nhóm nữa là nhóm lindamycin thì chủ yếu là tác dụng trên răm dương và những cái loài kỵ khí. Rồi một nhóm nữa là metronidazole thì tác dụng chủ yếu là trên kỵ khí. Aminoglycosid thì cái tác
cái hấp thu đường uống rất là kém, nên chủ yếu là sử dụng đường tiêm và thường là phối hợp trong những cái vi khuẩn gram âm đa kháng. Nhóm nữa là fluoroquinolone, thì đây là một kháng sinh mà phổ rộng, và khi sử dụng thì mình nên nhớ là mình phải tránh sử dụng cho phụ nữ có thai và trẻ em do có cái khả năng biến đổi màu răng hoặc là rối loạn cấu trúc xương. Một cái nhóm nữa đó là nhóm polymyxin. Polymyxin thì trong đó mình sẽ có hai sinh mà mình hay sử dụng, đó là colistin và polymyxin B. Thì trong này mặc dù nó cùng một nhóm nhưng mà mình hay sử dụng để điều trị vi khuẩn gram âm đa kháng, nhưng mà mặc dù hoạt lực và độc tính của nó thì tương tự nhau, nhưng mà mình lại có một cái lưu ý ở đây, thì colistin thải trừ qua thận dưới dạng có hoạt tính, cho nên là điều trị những cũng tiết niệu thì rất là tốt, nhưng mà polymyxin B thì lại không thải trừ qua thận, không đạt được cái nồng độ mong muốn trong nước tiểu, do đó không được điều trị những đường tiểu hay những trùng những cái cơ quan khác thì có thể sử dụng. Rồi một cái nữa là vancomycin. Vancomycin thì sẽ chủ yếu làm sử dụng trong những cái trường hợp mà nhiễm MRSA, và trong quá trình mình sử dụng vancomycin thì sẽ có những cái lưu ý mà mình hay gặp nhất, đó là cái hội chứng người đỏ. Thì nó chủ yếu nó không phải là cái phản ứng dị ứng thực sự, mà chủ yếu nó là cái phản ứng liên quan đến truyền dịch nhanh. Thì mình có thể giải quyết bằng cách là mình giảm một nửa tốc độ truyền, thì thường là nó sẽ cải thiện. Rồi một nhóm kháng sinh nữa là linezolid, thì có nhóm này nó có thể được sử dụng trong những trường hợp mà nhiễm cầu khuẩn mà nó kháng cả vancomycin, và nó có một ưu điểm là nó hấp thu đường uống rất là tốt, và mình có thể khi mà mình đã kiểm soát được nguồn bệnh, mình có thể chuyển sang đường uống một cách nó tự tin. Rồi một nhóm nữa là nhóm macrolide, thì nhóm này chủ yếu là tác dụng trên vi khuẩn không điển hình, thường là gây viêm phổi như là Mycoplasma hoặc là Legionella hoặc là cái loại chlamydia. Rồi. Và trong năm 2020 thì Bộ Y tế đã đẩy mạnh cái công tác quản lý kháng sinh bằng cách là ban hành cái tài liệu là hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện. Thì thông qua cái quyết định 5631 thì trong đó có một cái điểm mà em lưu ý với cái quý đồng nghiệp, đó là mình nên chuyển đổi kháng sinh đường tiêm sang đường uống khi mà lâm sàng đã đáp ứng. Và những cái kháng sinh nào mà mình lựa chọn mình chuyển sang đường uống, tức là những cái kháng sinh mà nó có sinh khả dụng đường uống cao, ví dụ như là levofloxacin hoặc là linezolid hoặc là metronidazole, doxycycline, azithromycin, thì những kháng sinh đó cái sinh khả dụng đường uống đến 90%, do đó nó hấp thu rất là tốt và mình sử dụng đường tiêm và đường uống cái liều lượng nó có thể nó tương đương nhau. Rồi, hoặc là những cái kháng sinh sinh khả dụng đường uống thì nó thấp hơn một chút xíu, nó khoảng 70-80%, nhưng mà mình có thể bù trừ bằng cách là mình tăng liều đường uống lên chút xíu, ví dụ như là ciproloxacin thì đường tiêm mình xài liều 400 mỗi 12 giờ, nhưng mà đường uống thì mình sẽ xài cái liều là 500 mỗi 12 giờ đó, nên mình cải thiện. Hoặc là những một số cái kháng sinh khác cái sinh khả dụng đường uống cao, nhưng mà nó lại có một cái nhược điểm là nó hấp thu đường tiêu hóa kém, thì lúc này cái liều đường tiêu hóa nó có thể nó sẽ phải thấp hơn cái liều đường tiêm. Ví dụ như là sevoflucin mình tiêm là khoảng 50 đến 1 gram rưỡi mỗi 8 giờ, thì nếu uống thì nó chỉ có khoảng là 500 đến 1 gram mỗi 12 giờ. Đó. Hoặc là mình có thể mình lựa chọn chuyển đổi kháng sinh đường tiêm sang đường uống khác nhóm, khác hoạt chất nhưng mà có phổ tương đồng. Ví dụ như từ vancomycin mình có thể chuyển sang linezolid uống, rồi hoặc là các cái kháng sinh sevoflucin, ceftriaxone gì đó, gentamicin thì mình có thể lựa chọn chuyển qua đường uống là Cipro hoặc là Level. Rồi cái nội dung cuối cùng mà em muốn chia sẻ với các anh chị và quý đồng nghiệp ngày hôm nay đó là các cái lưu ý khi mà mình sử dụng kháng sinh trên đối tượng đặc biệt. Thì những cái đối tượng đặc biệt ví dụ như là phụ nữ có thai cho con bú nè, hoặc là béo phì, hoặc là suy thận tăng thanh thải thận, thì em sẽ chia sẻ ngày hôm nay. Thứ nhất là kháng sinh trên phụ nữ có thai. Thì khi mà mình sử dụng kháng sinh trên phụ nữ có thai thì ngoài là mình sử dụng hiệu quả thì cái mình quan tâm nhất đó là sự an toàn. Thì theo phân loại của FDA cũ thì phân thành 5 nhóm nguy cơ trên phụ nữ có thai là ABCDX, nhưng mà cái phân loại cũ này thì nó trong cái quá trình sử dụng nó gây nhầm lẫn và nó khó áp dụng cái thông tin cho các cái quyết định lâm sàng. Do đó từ tháng 6 năm 15 là FDA đã ban hành cái quy tắc ghi nhãn mới cho phụ nữ có thai và cho con bú. Thì những cái nội dung về phụ nữ có thai hoặc là lúc chuyển dạ, lúc sinh thì đã được dồn vào cái nội dung là 8.1 là phụ nữ có thai. Rồi cái nội dung mà cho con phụ nữ cho con bú thì vẫn giữ nguyên, nhưng mà có thêm một cái nội dung nữa là
8.3 là nguy cơ trên khả năng sinh sản của nam và nữ. Thì đây là một cái nội dung mới, nó sẽ có cái thêm cái thông tin yêu cầu về thử thai hay là khuyến nghị tránh thai, hoặc là các cái thông tin về vô sinh vì nó liên quan đến thuốc. Thì nếu mà nhắc đến nhóm thuốc kháng sinh cho phụ nữ có thai an toàn nhất, đó là beta-lactam và macrolide cũng như là lindamycin và fosfomycin. Nhưng mà ví dụ trong beta-lactam thì mình có một cái lưu ý, đối với phối hợp amoxicillin và clavulanate thì mình sẽ tránh sử dụng khi mà sản phụ có cái nguy cơ sinh non hoặc là gần sinh, do nó có nguy cơ là gây viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh. Rồi, hoặc là nhóm cặp carbapenem cũng thuộc beta-lactam, thì trong đó meropenem, ectapenem thì an toàn cho phụ nữ có thai, nhưng mà vimipenem thì có những cái nghiên cứu trên động vật cho thấy tác dụng phụ lên bào thai, và do đó thì nó sẽ thuộc cái nhóm là không an toàn. Rồi những cái nhóm kháng sinh mà mình sẽ cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ khi mình sử dụng cho phụ nữ có thai, đó là metronidazole thì mình tránh sử dụng trong 3 tháng đầu thai kỳ do có cái nguy cơ là sứt môi hoặc là có hoặc là không có cái hở hàm ếch. Rồi đối với quinolone thì mình thấy có các báo cáo là liên quan đến thoái hóa sụn ở động vật còn non. Và vancomycin thì nếu mà sử dụng vancomycin thì mình phải lưu ý là sử dụng những cái công thức mà không chứa tá dược polyethylene glycol hoặc là N-acetyl D-alanine, bởi vì nó có cái nguy cơ dị tật thai nhi. Linezolid thì có những cái nghiên cứu trên động vật đã cho thấy làm giảm trọng lượng cơ thể của thai, do đó mình cũng cân nhắc khi sử dụng. Rồi những nhóm kháng sinh mà không an toàn thì như em nói lúc nãy, nó có imipenem nè, rồi còn có trimethoxazole, sulfamethoxazole là hay là gọi là Cutrim, thì do nó tăng cái nguy cơ dị tật bẩm sinh và có thể gây ra cái vàng da nhân não ở trẻ sơ sinh mà đặc biệt vào 3 tháng cuối thai kỳ, cho đó mình cân nhắc khi sử dụng. Tetracycline thì nó cũng gây biến nổi bào răng hoặc là gây tích lũy rối loạn cấu trúc xương, cũng rất là không an toàn khi sử dụng. Và cuối cùng là cái nhóm amino glycoside thì nó gây độc thận và thính giác của thai nhi, cũng không sử dụng. Rồi, cái nhóm đối tượng thứ hai của mình đó là phụ nữ cho con bú. Thì song song với việc mình đánh giá cái hiệu quả, mình đánh giá độ an toàn, thì mình sẽ phải cần phải biết được là cái lượng thuốc qua sữa mẹ thì nó có đến cái hệ tiêu hóa của trẻ hay không. Thì cái tỷ lệ mà thể hiện giữa cái nồng độ thuốc trong sữa mẹ với nồng độ thuốc trong huyết tương, đó là cái tỷ lệ MB ha. Cái tỷ lệ MB này thì nếu mà nó càng lớn thì thể hiện là thuốc càng có nguy cơ tập trung vào sữa, đó mình phải cân nhắc khi sử dụng. Hoặc là một cái tỷ lệ mình còn quan tâm nữa, đó là AID, tức là cái tỷ lệ này nó sẽ thể hiện được là cái liều của trẻ hấp thụ so với cái liều của mẹ sử dụng. Thì nếu mà cái AID này, cái tỷ lệ này nó bé hơn 10% thì mình sử dụng rất là an toàn, nhưng mà nếu mà nó trên 10% thì mình cần cân nhắc. À, thì đó, nếu mà những cái nhóm mà kháng sinh an toàn cho phụ nữ có thai thì có thể để kể đến là beta-lactam và macrolide và aminoglycosid cũng như là clindamycin. Rồi nhóm mà mình cần cân nhắc khi sử dụng cho phụ nữ có thai đó là metronidazole. Thì nếu mà mình sử dụng cái liều mà 500 ba lần một ngày trong thời gian ngắn 70 ngày thì mình có thể chấp nhận được. Còn vào quinolone thì do cái tỷ lệ nó vào sữa rất là nhiều cho nên là nên tránh khi cho sử dụng cho con bú, thì mình sẽ tránh cho con bú, hoặc là nếu mình nhất thiết mình phải sử dụng thì mình có thể là trước khi mình cho bé bú thì mình sẽ sử dụng thuốc, rồi trước trước khi mình sử dụng thuốc thì mình sẽ cho bé bú trước, rồi hoặc là mình vắt sữa trước rồi mình mới sử dụng thuốc, và 4 đến tiếng 6 tiếng sau thì mình mới lặp lại cái liều thuốc. Rồi một cái nhóm nữa mình cần cân nhắc khi sử dụng trên phụ nữ có thai đó là vancomycin. Vì nó có những có thể nó gây biến đổi cái hệ khuẩn đường ruột, nhưng mà do một cái lợi điểm là vancomycin ít hấp thu đường uống cho nên là cũng không có quá phải lo lắng. Và linezolid thì hoặc là teicolanin hoặc là fosfomycin hay là colistin thì còn ít dữ liệu khi dùng cho phụ nữ có thai. Và nhóm mà không an toàn mình cần phải tránh đó là tetracycline và trimethoxazole sulfamethoxazole, thì bởi vì tetracycline thì cho thấy là nó có biến đổi màu răng cũng như là giảm sản men răng, hoặc là có những trường hợp báo cáo là có cái nguy cơ nhiễm nấm candida ở miệng. Hoặc là nhóm Cotrim thì nếu mà đối với đối tượng mà trẻ sinh non đó, thì nó có cái nguy cơ là dịch chuyển bilirubin và vàng da nhân não, thì mình có thể mình không nên sử dụng. Còn trẻ sinh đầy đủ tháng thì mình có thể mình cân nhắc mình sử dụng. Rồi một cái nữa mà em muốn chia sẻ đó là
cái quá trình dược động học của kháng thì thuốc khi mà vào trong cơ thể thì nó sẽ trải qua bốn quá trình là hấp thu, phân bố và chuyển hóa cũng như là thải trừ. Thì hấp thu có nghĩa chỉ có khi mà kháng sinh đường tiêm tĩnh mạch thì cái khả năng hấp thu nó mới đạt được 100%, và cái thông số dược động dược lực mà mình quan tâm đó là sinh khả dục. Còn những cái đường khác ví dụ như tiêm bắp hay là tiêm dưới da hay là uống hay là bôi thì thường sinh khả dụng của nó sẽ không đạt được 100%. Và chỗ này nó có những cái kháng sinh lúc nãy em có chia sẻ là những cái kháng sinh mà sinh khả dụng được uống khá là cao, trên 90% thì mình có thể rất là tự tin khi mà mình chuyển sang kháng sinh đường uống, đó là levofloxacin, linezolid hoặc là metronidazole, doxycycline hoặc là azithromycin. Rồi về khi mà thuốc mà được hấp thu vào trong tuần hoàn chung, vào trong huyết tương thì nó sẽ có hai phần mà mình cần quan tâm, đó là một phần nó sẽ đi gắn với protein, và protein trong huyết tương mình hay gặp đó là albumin, và cái phần còn lại là phần thuốc tự do. Thì cái phần thuốc tự do đó nó mới đi đến mô tế bào của mình, nó mới thể hiện được cái hoạt tính của thuốc đó. Thì đối với những cái thuốc mà gắn với protein huyết tương thì ví dụ trong những cái trường hợp phụ nữ có thai hoặc là những cái trường hợp mà nhiễm trùng nặng thì mình sẽ thấy hay có cái trường hợp là giảm albumin. Thì nếu mà khi mà nó giảm albumin thì có phải là lúc này cái nồng độ tự do của thuốc nó sẽ tăng cao đúng không ạ? Nó giảm albumin thì cái nồng độ thuốc và protein nó sẽ thấp đi, thì lúc này cái nồng độ thuốc tự do sẽ tăng cao. Và nếu mà cái nồng độ thuốc tự do tăng cao này mà đối với những cái kháng sinh mà thông nước thì ví dụ như là beta-lactam đó hoặc là aminoglycosid, những kháng sinh thông nước thì nó sẽ thải trừ rất là nhanh qua đường thận của mình, thì nó sẽ mất cái nồng độ không? Và nó có thể không đạt được cái hiệu quả điều trị. Và một trong những cái kháng sinh mà mình cần lưu ý đó là cái ertapenem lúc nãy em có đề cập đó, do cái tỷ lệ mà gắn protein nó khá là cao đến 95%. Ngoài ra thì còn có những cái kháng sinh khác ví dụ như là oxacillin hoặc là ceftriaxone, tecolanin, ticeacilin, nó cũng gắn albumin rất là cao. Rồi khi mà trong huyết tương thì thuốc sẽ tiếp tục nó sẽ vào trong mô của mình để nó thể hiện tác động. Thì khi mà vào trong mô tế bào thì nó có thể nó kết hợp với những cái protein để nó dự trữ, nó tích trữ, hoặc là nó có thể nó đến được những cái mô viêm để nó gắn với receptor, nó thể hiện được hoạt tính, hoặc là có một phần của nó sẽ vào dịch kẽ. Thì đó, thì tất cả tổng cái thể tích của thuốc mà cả trong huyết tương, cả trong dịch kẽ, cả trong mô tế bào, tổng những cái lượng thuốc đó người ta cộng lại người ta gọi là cái thể tích phân bố của thuốc ha. Thì với một cái thuốc thông nước thì thường nó sẽ chỉ tập trung chủ yếu ở huyết tương, do đó cái thể tích phân bố của nó chỉ khoảng 3 lít, chỉ khoảng 3 lít. Thì những cái thuốc đó thì chủ yếu là nó tập trung nhiều ở trong huyết tương. Còn những cái thuốc mà có thể tích phân bố nó khoảng 16 lít thì nó sẽ đi vào các cái dịch kẽ nè, và nó cả ở huyết tương và dịch kẽ, nhưng mà cái tỷ lệ nó vào mô thì khá khá là thấp. Rồi những cái thuốc mà nó có thể tích phân bố cao hơn đến khoảng 40 46 lít thì lúc đó nó mới có thể đi vào các cái mô tế bào của mình, và nó hay gọi là những cái thuốc mà thông lipid đó. À. Thì sau khi mà phân bố cái thể tích phân bố này cũng là một trong những thông số dược động quan trọng mà mình khi mà mình sử dụng mình điều chỉnh liều kháng sinh này mình phải lưu ý. Và sau khi phân bố trong cơ thể thì nó sẽ trải qua quá trình chuyển hóa cũng như là thải trừ qua thận. Thì những cái thuốc mà thông nước thì chủ yếu sẽ thải trừ qua thận, còn những cái thuốc mà thông lipid, thông dầu thì nó sẽ thải trừ qua cái đường ngoài thận, thì thường thấy là thải trừ qua mật đó. Thì những đó là những cái thông số về kháng sinh và mình cần lưu ý. Thì đối với phụ nữ có thai thì nó sẽ có những cái thay đổi nhất định, ví dụ như là thể tích máu sẽ tăng lên, thể tích nước, thể tích huyết tương sẽ tăng lên, và nó sẽ làm tăng cái thể tích phân bố của kháng sinh. Hoặc là đối với phụ nữ có thai thì sẽ hay gặp cái tình trạng là giảm albumin hoặc là thay đổi pH huyết tương, thì nó sẽ cũng làm giảm cái liên kết thuốc và protein, và nó sẽ làm tăng nồng độ thuốc tự do. Thì đó là những cái, hoặc là trong phụ nữ có thai thì cũng có những cái thay đổi về nhu động dạ dày ruột, nó cũng ảnh hưởng đến hấp thu, đến sinh khả dụng đường uống của thuốc, và thuốc sẽ có cái nguy cơ là khởi phát tác dụng nó chậm hơn. Thì đó là những cái thông số trên phụ nữ có thai mà nó ảnh hưởng đến việc hấp thu thuốc. Rồi một cái đối tượng tiếp theo mà em muốn
chia sẻ đến ngày hôm nay á, đó là trên bệnh nhân béo phì. Thì trên bệnh nhân béo phì thì mình sẽ quan tâm những cái cân nặng của bệnh nhân, đúng không ạ? Mình sẽ quan tâm cân nặng. Thì có cái cân nặng thật là TBW, hoặc là cân nặng mà lý tưởng điều chỉnh trên chiều cao đó là IBW, rồi hoặc là cái cân nặng chỉnh trên khối lượng cơ như là LBW, hoặc là cân nặng hiệu chỉnh ABW. Thì có rất là nhiều cái cân nặng, và tùy mỗi loại thuốc thì người ta sẽ tính cái dựa theo cái cân nặng nào. Và thường nếu mà kháng sinh thân nước thì người ta sẽ tính dựa trên cái cân nặng hiệu chỉnh. Bởi vì các anh chị thấy mình, một cái người béo phì thì rõ ràng là tăng mỡ, tăng cơ, nhưng mà cái tăng tuần hoàn thì nó không có tương ứng. Nếu mà mình tính trên cái trọng lượng thực tế thì cái lúc đó thì có mình đã vô tình mình tính cái liều hơi cao đối với những cái kháng sinh thông nước, cho nên đó mình phải bắt buộc mình phải chỉnh liều theo cái cân nặng hiệu chỉnh hoặc là cái cân nặng lý tưởng. Còn đối với kháng sinh thân dầu thì nó sẽ vào tốt mỡ, vào tốt cơ, do đó mình sẽ sử dụng cái cân nặng tổng, cân nặng là cái cân nặng thực tế để mình tính. Và những cái kháng sinh mà thông nước ví dụ như là beta-lactam, aminoglycosid, vancomycin, colistin, và những cái kháng sinh thân dầu thì có là fluoroquinolone, macrolide hoặc là tetracycline. Thì tùy cái kháng sinh, tùy cái tính thân nước hay thân dầu thì mình sẽ có lựa chọn cái khối lượng bệnh nhân để mình tính cho nó phù hợp. Đây là một số cái chia sẻ về sử dụng, ví dụ như là cập nhật nhất năm 2023 thì mình có thể thấy ví dụ như meropenem đi. Thông thường mình sử dụng cái liều mà 1 gam nhân 3 lần một ngày, thì đối với bệnh nhân béo phì có thể mình phải, hoặc là có cái độ thanh thải trên 100 ml một phút, thì có thể mình sẽ phải tăng liều lên là 2 gam 3 lần một ngày. Thì còn đối với những cái kháng sinh khác, ví dụ kháng sinh thân nước khác như nhóm aminoglycosid thì mình sẽ sử dụng cái cân nặng hiệu chỉnh. Nó nếu mà quý vị đồng nghiệp mình có cái nhu cầu mình tham khảo thêm thì em thì có thể liên hệ với em để em gửi cái tài liệu gốc cho mình. Rồi một cái nhóm thứ hai mà em muốn đề cập đến nữa, đó là thứ nhóm mà có bệnh thận. Bệnh thận thì mình sẽ có 2 trường hợp là bệnh thận mạn và bệnh thận cấp, đúng không ạ? Thì bệnh thận mạn thì đối với sản phụ sao hoặc là tại bệnh viện từ dũ thì ít gặp hơn, do là lứa tuổi sinh đẻ thì nó cũng chưa có cái thay đổi quá nhiều về cái chức năng thận, nhưng mà sẽ thường hay gặp là cái tổn thương thận cấp hơn đó. Thì nếu mà đối với các cái bệnh thận mạn thì mình chỉ có một cái lưu ý đây là mình phải sử dụng cái liều nạp đầu tiên, là mình phải sử dụng cái liều nạp trước để cho kháng sinh nó phủ hết được các cái phần ở trong cơ thể của mình, nó đến bão hòa được hết tất cả cái vị trí gắn đi, để nó đạt nhanh chóng đạt được cái nồng độ thuốc ổn định, rồi lúc đó mình mới bắt đầu mình chỉnh liều thuốc và các cái khuyến cáo cũng như là các cái hướng dẫn mà sử dụng thuốc. Và những cái tờ rơi hướng dẫn sử dụng thuốc thì thường người ta sẽ hướng dẫn là điều chỉnh trên suy thận mạn, nhưng mà suy thận cấp mới là cái mà mình hay gặp ở tại bệnh viện của mình nhiều hơn. Thì suy thận cấp thì nó sẽ có những cái nguyên nhân như là có thể là qua cái cuộc phẫu thuật lớn mất máu quá nhiều, nó làm giảm thể tích máu, giảm cung lượng tim, hoặc là có thể là có xảy ra nhiễm trùng huyết, hoặc là có thể một cái bất thường, một cái tắc nghẽn đường niệu nào đó, hoặc là cũng có thể mình hay gặp là cái trường hợp mà do ngộ độc thuốc vancomycin hoặc là aminoglycosid đó, thì nó rất là dễ dẫn đến cái tổn thương thận cấp. Và lúc này cái vấn đề của mình cần quan tâm ở đây đó là mình có nên chỉnh liều ngay cho đối tượng này hay không. Thì theo khuyến cáo người ta nói là trong 24 đến 48 giờ đầu mình sẽ phải cân nhắc sử dụng cái liều nạp, cái liều phù hợp như là một bệnh nhân thông thường, hoặc là có thể là phải cao hơn đến 25-50%. Rồi sau 48, 24-48 giờ mình mới bắt đầu mình hiệu chỉnh liều theo cái đánh giá lâm sàng, cũng như là cái tốc độ thay đổi của chức năng thận, cũng như là theo dõi cái tình trạng thể tích dịch. Và một cái đối tượng cuối cùng mà em đề cập đến ngày hôm nay đó là cái tình trạng tăng thanh thải thận. Thì mình suy thận thì mình hay quan tâm nhiều, nhưng mà có cái tình trạng tăng thanh thải thận thì có thể là mình ít quan tâm hơn, bởi vì mình thấy cái xét nghiệm đưa ra cái mức creatinine máu của mình là nó thấp hơn bình cao hơn bình thường thì mình lưu ý, nhưng mà thường thấp hơn bình thường thì có thể vô tình mình bỏ qua ha. Thì nó có một cái định nghĩa ở đây là tăng thanh thải thận, tức là hiện tượng mà tăng chức năng thận thường được xác định bởi cái độ thanh thải creatinine lớn hơn 130 ml trên phút trên 1,73 m². Thì cái tình trạng này
mới được chú ý khoảng một thập niên gần đây thôi, nhưng mà nó xảy ra khá là nhiều ở những cái bệnh nhân nặng hoặc là những bệnh nhân nằm ICU thì khá là nhiều. Và các yếu tố nguy cơ mà tăng thanh thải có thể kể đến đó là bệnh nhân, thứ nhất là trẻ tuổi, thì những bệnh nhân mà mình phẫu thuật mổ lấy thai hay gì đó thì thường là bệnh nhân của mình sẽ là tuổi trẻ dưới 50 tuổi, hoặc là có trải qua những cái chấn thương như là nhiễm trùng huyết hoặc là phẫu thuật, hoặc là khi mà bệnh nhân ít nặng hơn thì sẽ dễ mắc cái tình trạng tăng thanh thải hơn, bởi vì là lúc này cái chức năng thận của bệnh nhân nó sẽ còn tốt ha. Thì đây là một cái thang điểm để đánh giá cái nguy cơ tăng thanh thải ở bệnh nhân. Thì ví dụ như là thang điểm ARC, hay sử dụng hai cái thang điểm là thang điểm ARC và thang điểm ACTIC. Thì cái thang điểm A, ví dụ như bệnh nhân của mình là sau mổ lấy thai đi mà mình có một cái xét nghiệm creatinine nó thấp hơn cái mức bình thường. Bây giờ mình xem bệnh nhân là mình dưới 50 tuổi là đã 6 điểm rồi. Rồi có trải qua cái phẫu thuật gần đây là 3 điểm nữa. Rồi có cái thang điểm SOFA mà nó dưới 4, tức là bệnh nhân mình nhẹ thôi là 1 điểm, thì tổng điểm lại là 9 điểm, từ ít nhất là 7 điểm đến 9 điểm, thì cái nguy cơ của bệnh nhân có khả năng là tăng thanh thải. Hoặc là nếu tính trên thang điểm ACTIC thì nếu mà xét nghiệm cái nồng độ creatinine dưới 62 là cũng 3 điểm rồi nè. Bệnh nhân mình mà trẻ tuổi mà dưới 56 tuổi là 4 điểm, thì cộng lại 7 điểm thì trên 6 điểm cũng là nguy cơ tăng thanh thải cao đó. Thì nếu mà khi mà mình lưu ý khi mà mình xét nghiệm cái chức năng creatinine của bệnh nhân huyết thanh đó, mình nên lưu ý thêm cái tình trạng mà creatinine nó thấp dưới ngưỡng chứ không chỉ là trên ngưỡng, và mình tiếp tục mình đánh giá coi có thực sự là bệnh nhân có tăng thanh thải hay không để mình hiệu chỉnh liều. Và ví dụ như các anh chị có thể thấy ở đây nè, liều meropenem bình thường là 1 gram trên 3 lần một ngày, nhưng mà đối với những bệnh nhân có tình trạng tăng thanh thải thì cái liều phải cao hơn là 2 gram trên 3 lần một ngày. Đó, đó là những cái chia sẻ của em ngày hôm nay. Và chủ yếu là mình phải cá thể hóa các đồ kháng sinh phù hợp với những cái yếu đó, là cái yếu tố mà nó quyết định cái thành công của liệu pháp điều trị của mình, và đảm bảo là 4D, tức là đúng thuốc, đúng liều, đúng cái thời gian, cũng như là mình phải xuống thang phù hợp. Thì em cảm ơn quý đồng nghiệp đã lắng nghe. Dạ, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn phần trình bày của dược sĩ Quỳnh Thanh Thảo, và ban tổ chức cũng vừa cập nhật có khoảng 265 đầu cầu tham gia qua phần mềm Zoom cũng như trên YouTube. Thì tiếp theo thì sẽ tới phần thảo luận, kính mời các đầu cầu mình có thể phát biểu hoặc là nhắn cho hộp chat ạ. Hiện ban tổ chức sẽ xem một vài câu hỏi các anh chị đã đăng ký trước qua đường link ạ. Các anh chị nào mình có cho chia kinh nghiệm sử dụng kháng sinh, đặc biệt là việc triển khai kháng sinh dự phòng trong mổ sản phụ khoa tại các đơn vị đó, thì mình cũng có thể chia sẻ ở trên cái diễn đàn ngày hôm nay để cho mọi người cùng hỏi. Thì như chúng ta được biết đó, kháng sinh dự phòng thì nó rất là tốt, nhưng mà việc triển khai được cái kháng sinh dự phòng đặc biệt trong môi trường ngoại khoa đó thì gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của các cái đa cái đề. Thì cái việc mà làm sao chúng ta triển khai được kháng sinh dự phòng ở các cơ sở càng lớn càng to, càng có nhiều cái chuyên gia giỏi thì càng khó khăn trong việc chúng ta triển khai cái kháng sinh dự phòng. Thì nếu được thì mình sẽ chia sẻ thêm một số đơn vị nào mà mình đã triển khai thành công tất cả những cái trường hợp mổ lấy thai, mổ phụ khoa đều được sử dụng kháng sinh dự phòng hết, thì mình cũng có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm cho các đơn vị khác chúng ta cùng tham dự. Thì câu hỏi đầu tiên là có cần xét nghiệm lại sau kiểm tra đó, ngay mình cũng nói luôn về vấn đề kháng sinh dự phòng đó, thì có cần xét nghiệm lại sau khi sử dụng kháng sinh dự phòng hay không đó, thì cái này dược nói trước đi, còn nếu cần thì tôi sẽ phòng cho khách. Dạ, em xin trả lời trên quan điểm của Dược. Tức là khi mà mình sử dụng kháng sinh dự phòng thì nếu mà cái cuộc mổ đó nó không có cái yếu tố nguy cơ nào hết thì sau cuộc mổ sẽ không khuyến cáo sử dụng kháng sinh điều trị, và mình sẽ theo dõi hậu phẫu. Còn nếu trong cuộc mổ mà có những cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là mổ khó, mổ dính hay là có mất máu quá nhiều, thì sau đó là sẽ sử dụng kháng sinh điều trị. Và khi mà mình sử dụng kháng sinh thì lúc nào mình cũng theo dõi cái đáp ứng lâm sàng kèm theo với cái thực hiện thêm những cái xét nghiệm cận lâm sàng, công thức máu hay là CRP hoặc là globulin gì đó để mình đánh giá thêm. Thì đó là khi mà có cái lâm sàng mà chẩn đoán là nhiễm trùng. Còn nếu mà em
khi mà sử dụng mà kháng sinh dự phòng mà kiểm tra thường quy, xét nghiệm thường quy thì theo ý kiến của em là mình không không cần phải sử dụng xét nghiệm thường quy. Nguyên tắc phẫu thuật phụ khoa, sản phụ khoa, mổ lấy thai và sản phụ khoa là phẫu thuật loại 2, là phẫu thuật sạch nhiễm thì không cần sử dụng kháng sinh điều trị, chúng ta sử dụng kháng sinh dự phòng, nghĩa là không cần sử dụng kháng sinh sau mổ, và như vậy là đủ. Trên khuyến cáo là mình với sau mổ chúng ta vẫn theo dõi lâm sàng bình thường, nếu người bệnh diễn tiến lâm sàng không hề có dấu hiệu dẫn đến nghi ngờ nhiễm trùng thì chúng ta không cần phải làm những cái xét nghiệm để chẩn đoán có nhiễm trùng hay là không, nên nó hoàn toàn phụ thuộc vào lâm sàng ở sau mổ, nghĩa là không có cái việc là thường quy chúng ta phải xét nghiệm lại để đánh giá coi là cái hiệu quả của kháng sinh dự phòng hay không. Chúng ta mặc định kháng sinh dự phòng có hiệu quả và nếu nó có những cái dấu hiệu nghi ngờ nhiễm trùng thì ta mới cần có những cái xét nghiệm để khảo sát lại coi cái kháng sinh dự phòng có hiệu quả hay là không. Thì đó là cái câu hỏi đầu tiên. Xin mời tiếp ạ. À, đối với câu thứ hai là hướng khắc phục với tình trạng sử dụng kháng sinh bừa bãi thì trên quan điểm của Dược là hiện tại Bộ Y tế mình đã ban hành cái quyết định 5631 về hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện. Thì trước hết, trước khi mà mình sử dụng kháng sinh thì mình phải xác định chắc chắn đó là tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn thì mình bắt đầu mình mới khởi sử dụng kháng sinh. Và em thấy bệnh viện nhiệt đới có một cái khá là hay và mình có thể mình học được, đó là người ta làm một cái bảng kiểm chẩn đoán nhiễm trùng, thì khi thỏa những cái bảng kiểm đó thì mới xác định là nhiễm trùng và mới bắt đầu là mình điều trị kháng sinh. Còn để mà hạn chế cái việc sử dụng kháng sinh bừa bãi thì trong quyết định 5631 của Bộ Y tế cũng đã ghi rất những cái hướng dẫn rất là chi tiết, rất là rõ, thì tùy theo cái tình hình cơ và thực tế tại bệnh viện mình sẽ triển khai. Ví dụ như là mình sẽ thành lập cái ban quản lý sử dụng kháng sinh của bệnh viện, rồi mình xây dựng những cái quy định về sử dụng kháng sinh tại bệnh viện, và mình giám sát sử dụng kháng sinh và giám sát đề kháng kháng sinh tại bệnh viện, cũng như là mình sẽ qua đó mình sẽ triển khai các cái can thiệp nâng cao chất lượng để sử dụng kháng sinh trong bệnh viện, rồi thường xuyên tổ chức những cái đào tạo tập huấn cho nhân viên y tế trong bệnh viện, cũng như là mình sẽ đánh giá thực hiện báo cáo và phản hồi thông tin. Thì tùy, trước hết là để khắc phục tình trạng sử dụng kháng sinh bừa bãi thì mình phải sử dụng đúng tình trạng có nhiễm trùng mới sử dụng kháng sinh, và khi mình có cái hệ thống quản lý của bệnh viện mình phù hợp với cơ sở vật chất của bệnh viện. Nhìn chung tất cả các bệnh viện, mỗi cơ sở y tế chúng ta sẽ phải xác định cái chủng vi khuẩn thường gặp ở từng cái cơ sở y tế mình thông qua các hoạt động vi sinh. Thì từ chủng cái cơ sở thường gặp đó thì chúng ta sẽ xây dựng lên cái lưu đồ sử dụng kháng sinh hợp lý ở từng bệnh viện. Nếu chúng ta không có chủng này thì có thể sẽ lấy chủng cái vi sinh ở địa phương. Địa phương có thể lấy từ những cái bệnh viện lân cận hoặc là cái nguồn cung cấp từ sở y tế. Cái này nó cực kỳ quan trọng để chúng ta lựa chọn được cái kháng sinh đầu tiên chúng ta sử dụng. Như chúng ta được biết, tất cả các hướng khuyến cáo ở trên thế giới thì cái chủng vi khuẩn của khuyến cáo nó là phù hợp với ở nước ngoài. Đa phần các thuốc chưa kháng, trong khi các cephalosporin hệ thứ nhất, cephalosporin hệ thứ ba thì đa phần ở Việt Nam chúng ta nó đã kháng hết. Nên cái việc xây dựng cái hướng dẫn sử dụng kháng sinh, cái việc xác định được cái chủng vi khuẩn thường gặp ở bệnh viện, ở địa phương, ở vùng là cực kỳ quan trọng. Nó đóng vai trò lựa chọn đầu tay, thì đó là cái vấn đề lưu ý. Và việc thứ hai là chúng ta hạn chế sử dụng kháng sinh trong những cái trường hợp không cần thiết. Có thể kể ra những cái thủ thuật phẫu thuật mà thường gặp nhất trong sản phụ khoa chúng ta có thể không cần sử dụng kháng sinh. Sanh thường nó chiếm một tỷ lệ khá lớn những người bệnh đi vào bệnh viện. Nếu sanh thường không biến chứng, không rách từng sinh môn, không can thiệp và thủ thuật thì chúng ta không cần sử dụng kháng sinh. Phẫu thuật nội soi đơn giản có thể xuất viện trước trong vòng xuất viện sau 24 giờ. Những cái trường hợp như thai ngoài tử cung không có sự thông thương giữa cái ổ bụng và đường ruột, ở tại bệnh viện Từ Dũ đã triển khai từ lâu các trường hợp nội soi u buồng trứng đơn giản, nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ có thể xuất viện trong vòng 24 giờ, và những cái trường hợp này chúng tôi không sử dụng kháng sinh và cũng không hề có cái biến chứng nhiễm trùng vết mổ về sau. Và những cái đặc biệt quan trọng nhất, một cái phẫu thuật
mà chúng ta thay thực hiện nhất trong cái sản phụ khoa là mổ lấy thai. Thì trong mổ lấy thai là chúng ta ưu tiên sử dụng kháng sinh dự phòng, tránh những cái trường hợp không có chỉ định nhiễm trùng để điều trị kháng sinh dài ngày. Thì mổ lấy thai thì chúng ta nên sử dụng kháng sinh dự phòng, hạn chế lạm dụng cái việc sử dụng kháng sinh nhiều ngày sau đó để mà có thể tốt trong cái việc hướng thực hiện sử dụng kháng sinh tốt để tránh những cái vi khuẩn đề kháng. Đó là một số kinh nghiệm triển khai trong cái việc triển khai cái hướng dẫn sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Từ Dũ. Câu hỏi từ dược sĩ Khánh An của Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng là việc sử dụng kháng sinh hợp lý cho phụ nữ có thai. Thì như mình có chia sẻ lúc nãy là mình xác định được cái tình trạng bệnh nhân có nhiễm khuẩn thì mình mới bắt đầu điều trị kháng sinh. Và khi mà mình điều trị kháng sinh thì ngoài mà mình điều trị theo cái kinh nghiệm theo những cái phác đồ cho phụ nữ thông thường, thì nếu mà có phác đồ chuyên biệt cho phụ nữ có thai thì rất là tốt, tại bệnh viện thì rất là tốt. Nhưng mà nếu mà chưa có thì mình nên lựa chọn những cái kháng sinh mà nó an toàn cho phụ nữ có thai, như lúc nãy em đã chia sẻ nhóm beta lactam nè, rồi nhóm macrolide, nhóm lindamycin hay là fosfomycin là những nhóm kháng sinh an toàn cho phụ nữ có thai. Rồi nếu mà những cái kháng sinh an toàn đó mà mình không thể sử dụng được cho bệnh nhân của mình vì một cái lý do nào đó, vì dị ứng hay là vì bất kỳ một cái lý do nào mà cái nhóm an toàn mình không lựa chọn được, thì bắt đầu mình sẽ tiếp tục mình sẽ lựa chọn cái nhóm mà mình cân nhắc, ví dụ như là quinolone hay là vancomycin, linezolid hoặc là colistin đó. Thì những cái nhóm kháng sinh mà không an toàn thì mình nên hạn chế tối đa cái việc sử dụng. Đó là cái việc mà sử dụng kháng sinh đối với phụ nữ có thai. Thì bên cạnh cái hiệu quả điều trị, lúc nào mình cũng nhớ song song là cái an toàn cho mẹ và cho thai nhi. Thì không biết em bé Hải có ý kiến gì không? Câu thứ tư là lưu ý sử dụng kháng sinh trong thai kỳ, thì lúc nãy em vừa trả lời. Có một tiếp theo là ngoài nhóm cephalosporin, macrolide thì có thể sử dụng nhóm kháng sinh nào trong thai kỳ? Thì đó, khi nãy em vừa kể bốn cái nhóm kháng sinh mình có thể sử dụng đó, beta lactam là các cái penicillin hoặc là carbapenem, mà carbapenem mình chỉ nên sử dụng là ertapenem hoặc là meropenem, còn imipenem thì mình sẽ cân nhắc không sử dụng. Rồi một cái tình huống là sản phụ mang thai con lần 2 28 tuần không ngày, có viêm phổi cộng đồng kèm theo, thì kháng sinh theo kinh nghiệm để khởi trị có thể là gì? Thì kháng sinh theo kinh nghiệm mà để điều trị viêm phổi cộng đồng thì thường là cái kháng sinh nhóm beta lactam phối hợp với macrolide, đúng không ạ? Thì hai cái nhóm kháng sinh này là nó phù hợp cho phụ nữ có thai, nó không có độc tính trên phụ nữ có thai, do đó mình có thể khởi trị theo kinh nghiệm. Hoặc là còn nếu mà bệnh viện mình có cái dữ liệu vi sinh mà nó có nhạy kháng với một cái kháng sinh cụ thể nào đó thì mình sẽ lựa chọn tùy theo cái dữ liệu vi sinh của bệnh viện mình. Còn theo kinh nghiệm thì beta lactam hoặc là cái beta lactam mà phối hợp với cái chất ức chế beta lactam như là amoxicillin phối hợp với clavulanate đó thì cũng có thể được sử dụng và phối hợp kèm với macrolide để phủ theo trên vi khuẩn mà nội bào đó, thì mình có thể sử dụng được cho phụ nữ có thai nếu mà có cái tình trạng viêm phổi cộng đồng. À, không biết các đầu cầu có ai có kinh nghiệm có chia sẻ gì cái việc sử dụng kháng sinh ở trong bệnh viện ở các đơn vị mình không ạ? Ở bệnh viện sản nhi phụ sản Cần Thơ, không biết mình sau mổ lấy thai mình có sử dụng kháng sinh liên tục vài nhiều ngày hay không? Mình có kinh nghiệm gì trong cái vấn đề làm sao chúng ta kiểm soát được cái tỷ lệ này không ạ? Thấy thấy phụ sản Cần Thơ có một số bạn á, không biết có bác sĩ Thoảng ở phụ sản Cần Thơ trên đầu cầu không?
À, không biết có cái đơn vị nào có anh Huệ nào chia sẻ không ạ? À, hỏi dược sĩ Thảo là kinh nghiệm mà khi dược sĩ Thảo đi phân tích dược lâm sàng ở những ca nhiễm trùng nặng ở bệnh viện đó, thì mình có quyết nâng kháng sinh lên ngay từ đầu cái kháng sinh những cái nhiễm trùng ở các bác sĩ lâm sàng mà ta hội chẩn dược lâm sàng. Hiện nay có hai khuynh hướng, một cái khuynh hướng là chúng ta chọn ngay kháng sinh mạnh ngay từ đầu, nhưng mà không phải tất cả những cái trường hợp sốt sau mổ đều là nhiễm trùng để chúng ta chẩn sử dụng ngay cái kháng sinh mạnh ngay từ đầu. Thì nếu chúng ta sử dụng ngay cái việc đó là cái cung ứng thì sẽ không bao giờ đủ và nó sẽ lãng phí. Đối với những cái trường hợp sốt mà không phải do nhiễm trùng thì chúng ta xài kháng sinh quá lớn thì nó sẽ dẫn tới lãng phí, nên đa phần một số bác sĩ là người ta sẽ lựa chọn nâng từng bậc kháng sinh, nâng lên từ từ. Có thể ví dụ như là mình đang xài sertraline thế hệ số 3 thì nâng lên cái tazobelin, rồi nếu tazobelin không được nữa thì mới nâng lên cái imvinem rồi carbapenem đồ vân vân. Thì cái kinh nghiệm của mình đi hội chẩn dược lâm sàng đó, có những ca nào là mình nghĩ là nó sử dụng ngay cái nhóm ngay từ đầu, cái nhóm mạnh ngay từ đầu, hay là những cái trường hợp nào là mình có thể nâng từ từ? Thì không biết cái kinh nghiệm mà đi hội chẩn dược lâm sàng của dược sĩ Thảo đó là mình có chia sẻ kinh nghiệm này cho các đầu cậu biết được không ạ? Em xin chia sẻ một số cái kinh nghiệm mà đi khoa lâm sàng. Thì nếu mà nói mà sử dụng kháng sinh mạnh ngay từ đầu thì em cũng không có cái định nghĩa kháng sinh mạnh, nhưng mà ấy là mình sẽ sử dụng cái kháng sinh phù hợp với cái vi khuẩn mà mình nghi ngờ trên đối tượng bệnh nhân của mình. Như cũng lúc đầu em có chia sẻ là nghi ngờ, nếu mà nghi ngờ cái vi khuẩn đa kháng thì mình phải phủ. Nếu mà bệnh nhân mình mất cái điểm sofa là trên 2 đó và có những cái yếu tố nguy cơ nghi ngờ gọi là nhiễm khuẩn đa kháng, ví dụ như nhiễm MRSA, thì mình bắt buộc mình phải phủ thêm vancomycin. Hoặc là nếu mà mình nghi ngờ đó là những cái con thường ở bệnh viện từ dũ là E. coli, và nhưng nếu mình nghi ngờ nó là tiết ISBL thì bắt buộc mình phải sử dụng nhóm carbapenem. Rồi một cái nữa là nếu mà nói về mạnh thì ertapenem hay là imipenem, thì cái nào mạnh hơn cái nào thì mình cũng không có cái định nghĩa chính xác, mà mình phải tùy cái loại vi khuẩn. Nếu là vi khuẩn E. coli tiết ISBL thì hoặc là những cái con mà ra mâm, những cái trực khuẩn ra mâm tiết ISBL, thì cái khả năng diệt khuẩn của ertapenem nó không hề thua kém imipenem hay là meropenem. Còn nếu chỉ khi nào mà nó có bệnh nhân mình có những cái nguy cơ nhiễm thêm những cái con khác mà ertapenem không phủ được, ví dụ như là em nãy các bạn em có chia sẻ đó, mình nghi ngờ nhiễm thêm như enterococcus faecalis hay là nghi ngờ nhiễm pseudomonas, thì lúc đó mình mới cần cân nhắc sử dụng imipenem hay là meropenem. Và đó là mình sẽ đánh kháng sinh trên cái vi khuẩn mình nghi ngờ đó. Và khi mà có cái kết quả mà cái kháng sinh đồ thì lập tức mình sẽ xem xét lại. Ban đầu thường những cái trường hợp nhiễm trùng nặng như ví dụ như nhiễm trùng huyết thì ở bệnh viện từ dũ thì hay sẽ phối hợp phải là phủ được cả gram âm và gram dương. Ví dụ như đang sử dụng imipenem phối hợp vancomycin đi, nhưng mà khi mà đã cấy ra cái con vi khuẩn mà cái phổi mình đã quá nó hơi dư rồi thì mình có thể mình bỏ bớt một cái kháng sinh, đó là mình sẽ thu hẹp lại kháng sinh. Nếu mà đối với trường hợp nhiễm trùng nặng thì mình sẽ đánh phổi rộng ngay từ đầu và mình sẽ thu hẹp phổi khi mà có cái kết quả cái kháng sinh đồ phù hợp. Đó. Nặng là những yếu tố nào mình nghĩ nó nặng đó, thì mình nói rõ luôn cho các đồng cầu, nghĩa là mình đi lên đến cùng với lâm sàng, ví dụ như là sốt quá trời, bạch cầu lên mấy chục ngàn hay gì đó thì như thế nào, có thêm một số chi tiết gì không để mà mình có khả năng là mình sẽ chia sẻ rộng rãi cho các bạn. Cái phần đánh giá về lâm sàng thì em nghĩ là kinh nghiệm của dược lâm sàng thì sẽ không thể bằng các bác sĩ lâm sàng. Thì thường là dược lâm sàng sẽ phối hợp với các bác sĩ lâm sàng, và bác sĩ lâm sàng sẽ đánh giá tình trạng của bệnh nhân mình là bệnh nhân mình số cao, ví dụ như 39 40 độ C rồi không có rồi mạch nhanh, tim nhanh hay gì, thở nhanh gì đó, thì bác sĩ lâm sàng sẽ đánh giá và sẽ cung cấp thông tin cho dược lâm sàng tụi em. Và
À, là bác sĩ đã thôi nhận thấy là tình trạng bệnh nhân mình nặng nè, thì em hãy tư vấn cho bác cái thuốc kháng sinh nào mà nó phù hợp, nó có thể phủ được những cái phổi vi khuẩn, thì điều bác sĩ tụi em sẽ tư vấn cho các bác sĩ. Nghĩa là cái vẫn lâm sàng là chính nha các anh chị. Thì kinh nghiệm đó là những cái trường hợp là chúng ta có rất nhiều cái trường hợp không sốt không hề mạch không tăng nhưng mà bạch cầu đồ nó vẫn tăng rất là nhiều, đặc biệt nghĩa là cái lâm sàng không hoàn toàn bình thường nhưng mà nó vẫn có cái tỷ lệ nhiễm trùng âm ỉ, nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là làm sao chúng ta khám mà phát hiện ra những cái bất thường tại vị trí của vết mổ đó. Nghĩa là chúng ta khám thành bụng và đặc biệt là khám cái trong ở trong cái âm đạo để đánh giá cái phản ứng của cái vết mổ, thì nhiều khi nó rất là nó dựa vào kinh nghiệm để có khả năng phát hiện sớm ra những cái trường hợp nhiễm trùng. Đối với một số cái trường hợp nhiễm trùng mà đợi lên sốt bùng lên đó thì có đôi khi một số cái trường hợp nó rất là trễ, và chúng ta khi mà chúng ta phát hiện được thì siêu âm hay cái gì đó nó đã bục hết cái vết mổ ra thì nó sẽ chậm trễ trong cái xử trí về sau, có khả năng chúng ta không giữ được tử cung. Bởi vì nhiễm trùng trong sản khoa nói tương đối là đơn giản là bởi vì chúng ta có khả năng chúng ta lấy được toàn bộ cái ổ nhiễm trùng đi để cứu tính mạng người bệnh, nhưng mà sản khoa chúng ta không, ngoài cái việc cứu mạng người bệnh thì chúng ta còn có một cái vai trò cực kỳ quan trọng là chúng ta duy trì cái thiên chức làm mẹ của người ta, nên việc chúng ta khám xử trí sớm, phát hiện sớm để giữ lại cái tử cung, giữ lại cái thiên chức làm mẹ là cực kỳ quan trọng. Nó đòi hỏi cái việc thăm khám lâm sàng, đặc biệt là khám cổ tử cung, ở khám cái đề kháng, khám cái phản ứng của tử cung trong giai đoạn hậu sản hậu phẫu là cực kỳ quan trọng. Thì nó sẽ khó, rất khó chia sẻ bằng lời nói, nó chỉ có khả năng là chúng ta qua thực tiễn lâm sàng thì chúng ta sẽ biết được những vấn đề này. Thì tại bệnh viện Thiện Hạnh có một câu hỏi trong dự phòng GBS, thì dược sĩ Thảo với kiến. Trong cái trường hợp dự phòng GBS thì đầu tay là penicillin và ampicillin, nếu bệnh viện cả hai không có kháng sinh gì thì có thể thay thế bằng sulbactam hay không, hay là chuyển qua cephaloporin? Thì thật sự cái này ở bệnh viện Từ Dũ cũng rất khó, bởi vì chúng tôi cung ứng đủ nên chúng tôi chưa có nghiên cứu cái trạng là để cái thông tin cái trường hợp này, thì chắc dược sĩ Thảo về tìm hiểu thêm và trả lời cho bệnh viện Thiện Hạnh. Chúng ta chưa không biết là liệu chúng ta đổi sang peroxide có bằng chứng nào nó có chứng minh hiệu quả hay không. Theo tôi được biết thì các khuyến cáo trên thế giới đó mà nó không có hiệu quả nên họ mới khuyến cáo là sử dụng cái penicillin, bởi vì penicillin các anh chị biết là khi mà chúng ta sử dụng á thì nó có rất nhiều cái tác dụng phụ nguy cơ rất là cao, nhưng mà họ vẫn khuyến cáo sử dụng bởi vì nó là những cái khoáng sinh phù hợp nhất. Cái thông tin thì chưa, ở hiện tại thì chúng tôi chưa có sẵn, thì sau cái bữa ngày hôm nay thì khoa dược của bệnh viện Từ Dũ sẽ, phòng chỉ đầu tuyến của bệnh viện Từ Dũ sẽ phản hồi đến tất cả các đầu cầu về cái câu hỏi này. Thì không biết các bệnh viện mình có ai có kinh nghiệm triển khai cái việc kháng sinh dự phòng ở ở cơ cơ sở mình không ạ? Bệnh viện Bình Định, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, tôi thấy là rất nhiều các anh chị đang ngồi, không biết mình có chia sẻ cái việc mà chúng ta mổ lấy thai xong thì chúng ta sử dụng kháng sinh như thế nào, có sử dụng dự phòng hay không, hay là tất cả đều phải sử dụng kháng sinh nhiều ngày, rồi nếu mà có những cái trường hợp sử dụng kháng sinh nhiều ngày đó rồi nó sốt lên nữa thì chúng ta làm gì? Thì không biết là bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định có thể chia sẻ cái vấn đề này cho tất cả các đầu cầu không ạ?
Chắc là bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định không biết có ý kiến không ạ? Thì các khuyến cáo trên thế giới đó, nếu mà trong cái trường hợp dự phòng GBS mà không bệnh nhân không thể sử dụng được penicillin hoặc ampicillin thì người ta sẽ chuyển sang, trong cái trường hợp này là chủ yếu là người ta sẽ dị ứng đó, thì người ta sẽ chuyển sang sử dụng cephalorin thế hệ thứ nhất. Theo cái phác đồ của bệnh viện Từ Dũ là mình sẽ chuyển sang sử dụng cephalorin thế hệ thứ nhất, và là vẫn được. Xin chia sẻ với bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh như vậy. Không biết cái đầu cầu mình còn ý kiến gì thêm không ạ? Nãy giờ mời rất nhiều mà không thấy có đầu cầu nào chúng ta cùng tương tác. Thì như chúng ta thấy rằng cái việc sử dụng kháng sinh ở trong sản phụ khoa hiện nay nó đang là một cái thách thức nghiêm trọng để làm sao chúng ta sử dụng kháng sinh tốt, không tạo ra những cái dòng vi khuẩn kháng thuốc. Dựa vào thực tiễn quản lý lâm sàng, chúng tôi nhận thấy có nhiều cái việc mà trước đây chúng ta sử dụng kháng sinh có vẻ như không đúng như khuyến cáo trên thế giới. Thì để làm sao thay đổi cái vấn đề này thì chúng ta cần nên rà soát cái việc sử dụng kháng sinh tại từng cơ sở so với các khuyến cáo là như thế nào, và chúng ta không không bỏ ngay, chúng ta mạnh dạn thí điểm. Theo khuyến cáo có hai nhóm so sánh ở những cái nhóm bệnh nhân nhỏ thôi, có thể từ 30 đến 50 trường hợp, một nhóm chúng ta theo khuyến cáo và một nhóm chúng ta kinh nghiệm theo cái kinh nghiệm thường quy của mình. Nếu chúng ta theo dõi sau đó chứng minh không có sự khác biệt giữa hai nhóm thì đó là một trong những cái bằng chứng rõ nhất và là những cái cách để mà chúng ta có thể thay đổi, và là dữ liệu để mà chia sẻ với những bác sĩ cây đa cây đề trong cái việc mà chúng ta sử dụng kháng sinh trong bệnh viện. Đó là cách mà bệnh viện Từ Dũ đã triển khai. Nói chung chúng ta không không vội vàng triển khai một việc gì đó ồ ạt trước khi mà chúng ta triển khai, nên có thí điểm mà chúng ta mạnh dạn thí điểm và có thống kê để chứng minh và mạnh dạn sử dụng kháng sinh hợp lý, để cho con cháu chúng ta sau này có còn có những cái kháng sinh mà có thể chữa được những cái bệnh mà thực sự khi nhiễm trùng đã có. Thì cái phần hội thảo hôm nay đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn dược sĩ Thảo đã có một bài chia sẻ rất hay. Cảm ơn phòng chỉ đạo tuyến đã tổ chức cho chúng ta một buổi hội thảo online buổi chiều rất là bổ ích. Xin trân trọng kính chào tất cả các anh chị. Dạ, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Phạm Thanh Hải cùng dược sĩ Quỳnh Thanh Hảo và bác sĩ Thu Hiền đã tham dự cũng như chia sẻ phần báo cáo chiều này ngày hôm nay, và xin trân trọng cảm ơn quý đầu cầu cũng đã tham dự. Và tiếp theo đây thì ban tổ chức sẽ chia sẻ đường link lượng giá cuối giờ, mời các đầu cầu mình để vào đường link để lượng giá.